Xin chào mọi người, mình là Lan Hương và xin chào tất cả khán giả của chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ nha. Thật sự ra là khi được đến tham gia chương trình thì Hương rất là vui với mọi người, tại vì mình biết là mình sắp sửa thất ế rồi, mình sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng mà không biết thì có được may mắn hay không, cho nên là mọi người nhớ đón xem Hương trong chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ nha. Thì thật sự ra khi mà đến tham gia chương trình đó thì Hương nghĩ là Hương sẽ được tham gia phiên bản Ngôn Tình Hoàng Mỹ thôi đó mọi người. Nhưng mà khi mà đến đăng ký tham gia, mình cả anh chị bật mí là format mới thì rất là thú vị luôn, là Hương sẽ được cùng ngồi với lại 5 bạn nam và 4 bạn nữ khác, là sẽ có 5 nam 5 nữ và sẽ có 2 khách mời, có thể là nam hoặc có thể là nữ đến tỏ tình. Thì rất là, nói chung là Hương cảm thấy là rất là khác biệt và rất là hay, nên là rất là mong chờ được tham gia. Và khi mình được ngồi ở cái vị trí đó và các bạn đến tỏ tình đó, thì mình vừa có thể là có cơ hội được tỏ tình và vượt mình, và đồng thời thì mình cũng sẽ là cái người mà tư vấn cho các bạn nam hoặc các bạn nữ đó. Tại vì bình thường thì chỉ là nam đến thôi đúng không mọi người, nhưng mà lần này thì có cả nữ đến nữa, cho nên là Hương cũng là nữ, cho nên là Hương nghĩ là Hương sẽ rất là hiểu được tâm lý của các bạn nữ để có thể đưa ra những cái nhận định và những cái sự tư vấn mà chính xác cho các bạn, như là hỗ trợ các bạn. Và rất là vui vì mình có thể có cơ hội được gặp thêm nhiều người nữa, tại vì Hương rất là mong muốn có thêm nhiều bạn mới. Mặc dù là cái chuyện mà mong muốn người yêu là chắc chắn rồi, nhưng mà có thêm bạn thì cũng rất là vui đó mọi người. Dạ, trong khách mời nữ thì em có chơi chung với bé Dung, Phương Dung. Thì tại vì hồi trước thì bé Dung cũng có tham gia một bộ phim của Hương. Hương thì nói chung là chị em thì cũng nói chuyện với nhau khá là nhiều, thì hy vọng là mình sẽ hợp ý nhau và thân thiết hơn thông qua chương trình này. Các bạn ơi, hy vọng thông qua video clip này bạn hãy đến tỏ tình với Hương nha. Tại vì Hương đã rất là lâu rồi đó mọi người. Thì hy vọng sẽ tìm được một nửa của mình. Và nếu mà các bạn không đến thì Hương mới tỏ tình với Hương thì Hương buồn lắm. Cho nên mọi người ơi, mọi người hãy đến nha. Và các bạn biết không, thì format mới của chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ rất là hay, rất là thú vị và rất là hứa hẹn, rất là bùng nổ luôn. Cho nên mọi người ơi, mọi người nhớ đón xem cùng Hương nha. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Việt Anh. Mình đến từ The Line Level. Nói chung là mình đã quá quen thuộc mọi người ở chương trình rồi đúng không? Nên là bỏ qua phần này ha. Thật ra thì em đã có nghe anh chị trong chương trình phổ biến rồi á. Thì em nghĩ đấy là một cái khá là hay. Mình đổi mới cho khán giả có thể có nhiều cái mới hơn nè, có nhiều cái để xem hơn, và chắc chắn theo những cái nguồn tin mình nhận được á thì chắc chắn nó sẽ rất là thú vị á. Trong cái đổi mới của format mới thì có lẽ là sân khấu là đẹp trước đi ha, sân khấu rất là đẹp. Và em vẫn mong là em sẽ được ngồi về số 6. Thứ hai là cái việc mà có thêm những bạn nữ ngồi á, thì em nghĩ đấy cũng là một việc khá là hay, tại vì sẽ làm cố vấn nè, nói chung là sẽ có nhiều cái để nói hơn. Thật ra thì mình cũng mới được biết rằng cast nữ cũng gần đây thôi, thì 4/5 là mình biết, 4/5 là mình biết, mình một người thân, Jenna là thân này. À, còn chị Hương, Lan Hương, chị Lan Hương thì mình đã từng làm việc chung. Còn Feeling với cả Phương Dung thì cũng có bạn bè Facebook cũng có biết. Nói chung là còn một người thì hơi lạ thôi. Với kinh nghiệm của mình á, thì
mình khuyên các bạn nữ sắp ngồi nha, thì ban đầu ngồi thì nó sẽ khá là có một cảm giác lo lắng đi, nhưng chỉ cần quay một đợt thôi là mọi người sẽ hiểu. Tại vì mình hỏi những anh em mới quay á, xong rồi như là Hải Đăng nè, như là tất cả mọi người, Minh Hương các thứ, thì mọi người đều có chung một cái cảm giác là chỉ cần quay một đợt đúng không, là đợt sau sẽ rất là muốn đi quay tiếp. Tại vì được gặp anh em nè, được nói chuyện, rồi quay nó rất là vui mọi người, nó không có áp lực như các cái cuộc thi, như các cái ấy đâu. Đây là một cái chương trình mà có lẽ là mình cảm thấy vui nhất trong tất cả các chương trình mình đã tham gia rồi, rất là vui. Ok, lời cuối thì mình mong tất cả khán giả hãy cùng chờ đợi Tỏ Tình Hoàn Mỹ phiên bản mới này, nó sẽ rất là bùng nổ, nó sẽ rất là hấp dẫn, và mọi người cứ chờ xem. Hello mọi người, mình là Phi Linh, hiện thì mình đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Hoa Sầu và Nhân Văn, mình là diễn viên và người mẫu ảnh. Thực ra mình đang làm một gương mặt mới với tất cả mọi người, cho nên mọi người sẽ thấy hơi lạ lạ một xíu. Lúc mà được gửi format mới, mình khá là bất ngờ và chờ đợi sự xuất hiện sắp tới của chương trình, và mình nghĩ là cái format này sẽ cực kỳ lạ cho mọi người luôn á. Trong sự thay đổi này thì thực ra là em thích cái format 5 nam 5 nữ hơn là format cũ. Thứ nhất là tại vì em nghĩ là nam với nữ ngồi với nhau thì sẽ xảy ra những cái khác biệt về quan điểm, thì lúc đó cái suy nghĩ của mỗi người cũng được bộc lộ ra rõ hơn. Bình thường á, ví dụ phiên bản nam, một người đến bạn nữ đến tỏ tình thì chỉ có chị Trinh, một bạn nữ, một người nữ làm cố vấn, còn bây giờ là mình có tận 5 bạn nữ để cố vấn, cho nên là em nghĩ cái điều đó sẽ giúp các bạn nam hiểu được các bạn nữ hơn, cũng như là quan điểm tình yêu của con trai với con gái cũng sẽ được gọi là thể hiện rõ rệt hơn, cho nên là em thích cái format chương trình này hơn là format cũ. Trong dạng khách mời nam thì em không quen ai hết, nhưng mà khách mời nữ thì em quen bạn chị Jenna. Chị Jenna là một người chị thân thiết với em, tại vì hồi trước là tụi em cùng chung công ty cũ, thì bây giờ thì cả hai đứa đều rời công ty rồi, nhưng mà vẫn rất là thân thiết với nhau. Kiểu lúc nào mà có job thì em gọi chị Jenna, còn có job thì chị Jenna giới thiệu em, hai chị em kiểu cứ âm thầm ủng hộ nhau như vậy. Là một mối quan hệ mà tới bây giờ em cũng thấy rất là quý. Thực ra lần đầu tới Tỏ Tình Hoàn Mỹ và cũng là lần đầu mà em đi game show luôn, cho nên là em có rất là nhiều cái mà em cũng không biết phải thể hiện ra làm sao á, cho nên là nếu mà có gì sai sót thì mong là mình bỏ qua. Đến với Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì em mong là em sẽ gặp được một người có thể có nhiều sở chung, sở thích chung với mình, có sự đồng điệu về tâm hồn với mình và yêu thương mình. Có hai điều mà mình muốn gửi đến với tất cả các bạn đang xem clip này. Thứ nhất là nếu mà mọi người đang có tình cảm thầm kín hay là những điều gì chưa nói được với Linh, thì mọi người có thể đăng ký chương trình để có thể tới thổ lộ những cái điều thầm kín đó. Và thứ hai nữa là mong là mọi người sẽ đón xem chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ với một format mới và những cái điều mà các bạn sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, và mình là Đăng Đu. Mới chỉ biết mờ mờ thôi, tại vì mình hỏi anh chị mới chỉ bảo là có 5 nam và 5 nữ, nhưng mà mình thực sự là mình chưa biết là 5 nam là sẽ là 5 nam là có những ai và 5 nữ là sẽ có những ai, thì hiện tại là mình chưa biết gì hết. Hiện tại thì mình hào hứng là rất nhiều nha, hào hứng là rất nhiều. Mình đã không biết là nó sẽ có những trường hợp như thế nào. Giả sử như mà trong 5 nữ đấy có một người mà mình rất thích thì sao? Thì mình sẽ làm gì? đấy là mình mới chỉ vẽ ra một cái viễn cảnh nào đó thôi. Và mình thấy là chương trình đã đổi sân khấu rồi đúng không? Thì mình nghĩ là mình sẽ hát một bài trên đấy nếu được.
Mình thấy là bình thường mà, bởi vì tình yêu là cả nam và nữ bình đẳng nhau mà, cho nên là nếu như mà có năm nam nữ thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều ấy chứ. Bởi vì sau khi mình nghe tin là mình cảm thấy rất thích luôn. Bởi vì nếu mà tất cả chỉ mới nghe thì nó chỉ là một phía, đây sẽ là hai phía cả nam và nữ. Cho nên là it's really good. Các bạn ơi, hiện tại thì mình khi mà mình đã tham gia vào đoàn Mỹ thì trái tim mình đang open nhá. Cho nên là ai đang theo dõi mình, yêu quý mình và có cảm tình với mình thì hãy đến để gặp mình và chia sẻ với mình nhá. See ya. Các bạn ơi, và toàn thể đoàn Mỹ sẽ có một format mới và tất cả mọi thứ đều thay mới và bản thân bọn mình cũng sẽ làm mới lại bản thân mình. Cho nên là quý vị khán giả hãy đón chờ thêm nha, bởi vì bản thân mình đã cảm thấy rất rất hào hứng để được tham gia cái season mới này của Tiếng Hoán Mỹ. Let's get it! Mọi người đón xem nha! Xin chào tất cả mọi người, mình là Hương Dung, năm nay mình 24 tuổi. Mình là một cô gái bảo mình yêu thích sự tự do và mình đang trên con đường đến đây để tìm mảnh ghép đời mình. Chương trình thay đổi như vậy thì sẽ có nhiều điều thú vị hơn và sẽ có nhiều điều để đón chờ hơn. Khi mà mình được xem cái sân khấu mới của phiên bản mới thì mình cảm thấy là điều đầu tiên đó là sân khấu mới rất là đẹp mọi người ạ. Cái phiên bản này thì có cái một bên là màu xanh và một bên là màu hồng, rất là xinh. Điều mà mình cực kỳ thích ở phiên bản mới này đó là khi mà một người tỏ tình đến thì vừa có khách mời nam và vừa có khách mời nữ luôn. Khi mà các bạn ngày xưa nếu mà các bạn nữ đến tỏ tình các bạn nam thì chỉ có một mình chị MC Liêu Hà Trinh thôi. Bây giờ còn có cả chúng mình nữa và chúng mình sẽ là người đồng hành cùng bạn, đồng hành cùng các bạn để mạnh mẽ hơn, mạnh dạn hơn và cho các bạn những lời khuyên về cái màn tỏ tình của mình. Ngược lại thì các bạn nam cũng như vậy. Và khi mà mình là một trong những người ngồi ở chương trình á, mình là một người nữ và khi mà có các anh, có các bạn ngồi bên thì mình cảm thấy là như là có một sự quan tâm, như là có một sự chia sẻ và nó sẽ tiếp thêm động lực để mình tìm kiếm tình yêu của mình. À, mọi người hãy mạnh dạn lên nha, bởi vì đợt này có rất là nhiều người bảo vệ và cho các bạn lời khuyên. Nữ trước thì em có bên chị Hương nè. Chị Hương ngày xưa đóng chung phim với em. Em có biết bé Phi Linh. Bé Phi Linh thì hai chị em cũng biết nhau trên mạng xã hội rất là lâu và cũng có gặp nhau một vài lần. Em có biết chị Phương Anh, chị Anh Phương. Là hai chị em cũng có đi cà phê chung với nhau rồi. Chỉ có một bạn ở Hà Nội nữa thì mong là đợt này thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau và em sẽ có thêm được nhiều bạn mới. Còn bên khách mời nam thì chắc có người ăn otis của em. Mong là các bạn sẽ sáng suốt sẽ hỗ trợ mình thật nhiều để mình tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và mọi người ơi, mình là một người cực kỳ nhút nhát luôn, nên là mọi người hãy nhẹ nhàng với mình thôi. Mọi người ơi, Dung đã ngồi ở đây rồi. Và nếu mà ai mà yêu quý mình mà chưa được thổ lộ với mình thì các bạn hãy đến đây và nói cho Dung biết để Dung cảm thấy là mình cũng được yêu thương. Mình cũng xứng đáng là một cô gái cần có sự bảo vệ. Và mọi người ơi, hãy đón chờ phiên bản mới này, một phiên bản tỏ tình hoàn mỹ, hoành tráng hơn, đẹp hơn, giàu cảm xúc hơn và sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn. Hello mọi người, mình là Đức Ứng, mình đến từ The Night Label. Mình sinh năm 1998. Mọi người có thể gọi mình là Đức Ứng, hoặc là Ứng Đức, hoặc là Ứng Văn Đức, hoặc là Đức, hoặc là Ứng. Thật ra là em không biết cho đến khi em thấy cái hình ảnh trên trang Facebook. Và đấy là lúc đấy em sẽ biết. Em đã biết hình sân khấu ở trên Facebook thì lúc đấy em đã biết. Thích điều gì nhất? Tức là em thích được cố vấn nhất. Tại vì con gái sẽ hiểu con gái hơn và con trai sẽ hiểu con trai hơn, thì mình có thể cố vấn cho bạn nam hoặc là bạn mấy chị, mấy bạn gái thì cố vấn cho bạn gái để có thể tỏ tình với bạn trai hoặc là bạn trai với bạn gái một cách suôn sẻ hơn và có thể tăng phần trăm ra về hơn.
em quen cũng khá nhiều. Em quen chị Thiên Lai Phương hết. Nói chung là lần này em sẽ giúp chị em có người yêu và em sẽ giúp các bạn nữ kia có người yêu. Em mong là như thế, mọi người hãy xem em là một ông mối. Nói em là ông mối thì em cũng muốn tìm người yêu không? Em có chứ, em có. Thì nói chung là vẫn xin sự trợ giúp của những người khác. Em muốn có đôi lời chia sẻ về sau khi ngồi ghế vài tập thì em cảm thấy là đây là một sân chơi, không phải là một cái chương trình mà là một cái sân chơi. Tại vì ekip khá là vui và anh em ở trong ghế, anh em ngồi ghế thì ai cũng vui hết. Cho nên là khá thân thiện và hòa đồng để bắt chuyện đấy. Cho nên là mọi người đến quay là mọi người sẽ cảm thấy có năng lượng tích cực rất là nhiều. Tại vì em cũng cảm thấy thế. Nếu mà mọi người tham gia chương trình này thì mọi người sẽ gặp được những người mà dành rất nhiều tình cảm cho mình. Và có khi là mọi người cũng không biết được điều đó. Nếu mà mọi người tham gia chương trình này thì mọi người sẽ gặp được những người mà có cùng gu với mình này, hoặc là có những người dành rất nhiều tình cảm cho mình. Và nếu mà mình không tham gia ấy, thì mình cảm thấy là mình sẽ không được biết được những tình cảm đấy nó như nào đối với mình ấy. Thì mọi người sẽ có cảm giác là được yêu thương và được che chở nhiều hơn. Mọi người để view chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ mới giúp em nào. Mọi người nhớ đón xem chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ phiên bản siêu mới với những cái ghế thật là mới, hoặc là cái sân khấu sẽ cực kỳ hoành tráng nha mọi người. Ngoài ra thì mọi người hãy chờ đón những màn tỏ tình thật là đặc biệt và một format cực là mới cho chương trình lần này nha mọi người.